Theo kênh truyền hình RT, Nga đang hoàn tất việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày chiến thắng sắp tới, với nhiều thiết bị quân sự bị lực lượng Nga thu giữ sau khi Mỹ và các đồng minh NATO tặng cho Ukraine, góp mặt trong cuộc triển lãm dự kiến khai mạc vào tuần tới. Theo các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, một chiếc xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất đã được đưa đến công viên chiến thắng, bảo tàng lưu giữ vũ khí, trang thiết bị tịch thu trong cuộc chiến năm 1812 và 1945. Xe tăng của Đức được cho là gần như không bị hư hại và đã được lực lượng Nga tịch thu khi hoạt động gần tiền tuyến Avdiivka hồi tháng 3. Trong một đoạn phim khác, một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 do Liên Xô thiết kế cũng được đưa đến công viên chiến thắng cùng ngày. Ukraine đã mất hàng trăm chiếc xe tăng như này trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Tuần trước, bộ sưu tập ở Moscow còn tiếp nhận thêm xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley, cũng như xe Marder 1A3 IFV do Đức sản xuất. Một chiếc xe bọc thép Azov Vest do Ukraine sản xuất cũng được đưa tới khu vực này. Tổng cộng 30 thiết giáp của 12 quốc gia sẽ được trưng bày khi triển lãm chính thức khai mạc vào ngày 1 tháng 5, bao gồm các loại vũ khí do Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Cộng hòa Séc, Thụy Điển, Áo, Australia sản xuất hoặc cung cấp. Sau khi kết thúc trưng bày, nhân lễ kỷ niệm hàng năm về chiến thắng trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, một số tác phẩm sẽ được chuyển về bảo tàng xe tăng Kubinka ở ngoại ô Moscow. Trong buổi họp ngày 27 tháng 4, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Alexander Sisky đã lên tiếng thừa nhận mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn đối với Kiev trong khi Nga tiếp tục tấn công. Ông cho biết Ukraine đang phải vật lộn khi chiến đấu với Nga. Tình hình ở tiền tuyến là hết sức khó khăn. Trong một bài đăng trên Telegram hôm 27 tháng 4 năm 2024, tướng Sisky cho biết: "Tôi đã thông báo cho các thành viên liên minh về tình hình chiến lược và hoạt động khó khăn, có xu hướng trở nên tồi tệ hơn." Ông đưa ra thông báo trên trong bối cảnh xuất hiện các cuộc đàm phán với các quốc gia phương Tây cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Tướng Sisky nhấn mạnh, Kiev rất cần khẩn cấp tên lửa, đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự nếu không tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Việc Mỹ chậm trễ viện trợ đồng nghĩa với việc Ukraine chỉ có thể đứng ở thế phòng thủ, bị động, trao quyền chủ động trên toàn chiến trường cho lực lượng Moscow. Chuyên gia về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK Mỹ, bà Katerina Stepanenko nhận định, viện trợ đến quá muộn, tình trạng thiếu hụt trang thiết bị khiến Ukraine mất thế chủ động kể từ tháng 10 năm 2023. Theo bà Stepanenko, Ukraine đã mất 583 km vuông lãnh thổ vào tay lực lượng Nga kể từ đó, phần lớn là do thiếu đạn pháo. Lần mất lãnh thổ lớn nhất đối với Ukraine là thành phố Avdiivka ở Donetsk, vốn là thành trì luôn nằm trên tuyến đầu xung đột Nga-Ukraine. Thành phố này đã rơi vào tay lực lượng Nga vào ngày 17 tháng 2 sau cuộc tấn công liên tục của quân Nga kéo dài nhiều tháng. Trong những ngày trước khi Ukraine rút quân, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã cảnh báo tình trạng thiếu pháo binh có thể dẫn đến nguy cơ mất thành phố. Sau khi Avdiivka thất thủ, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng thẳng thừng đổ lỗi cho sự chậm trễ trong viện trợ của Mỹ. Sau khi hay tin Nga đã kiểm soát được Avdiivka, ông Biden đã phải thốt lên: "Sáng nay, quân Ukraine đã buộc phải rút khỏi Avdiivka. Quốc hội Mỹ không hành động khiến Ukraine thiếu đạn dược, tạo cơ hội cho Nga đạt được thắng lợi đáng chú ý đầu tiên sau nhiều tháng." Bất chấp những bước tiến của Nga, chiến dịch Avdiivka cũng khiến quân đội Moscow vô cùng tốn kém về nhân lực và trang thiết bị. Moscow được cho là đã mất hơn 20.000 quân, 199 xe tăng và 481 xe chiến đấu bọc thép trong khu vực đó chỉ trong 2 tháng đầu năm nay. Những nỗ lực của quân Nga nhằm kiểm soát thêm nhiều phần lãnh thổ khác của Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra. Theo The Kiev Independent, Nga đang cố gắng tận dụng giai đoạn giữa thời điểm dự luật viện trợ được thông qua và viện trợ thực sự đến chiến trường để tiếp tục giành kiểm soát thêm nhiều khu vực ở Ukraine. Ngày 22 tháng 4, quân đội Ukraine cho biết khoảng 20.000 đến 25.000 binh sĩ Nga hiện đang cố gắng tấn công thành phố Chasovia và các khu định cư ở ngoại ô thành phố này. Chasovia nằm trên vùng đất cao, được dùng làm điểm tập kết và căn cứ pháo binh tiền phương của quân đội Ukraine. Thành phố này đã bị quân Nga bắn phá nặng nề. Chuyên gia quân sự Rubli, thành viên cấp cao trong chương trình Á-Âu của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại cho biết, Chasovia nằm trên vùng đất cao. Nếu Nga có thể kiểm soát được thành phố này, họ có thể tăng tốc độ tiến quân vào sâu trong Ukraine. Cập nhật tình tiết mới vụ tấn công khủng bố đẫm máu vào nhà hát Krokus City Hall của Nga hồi tháng 3. Nghi phạm thứ 12 hỗ trợ vụ thảm sát đã bị tòa án Moscow ra lệnh tạm giam. Kênh RT cho biết, tòa án quận Basmani ngày 27 tháng 4 đã đồng ý với yêu cầu của các nhà điều tra về việc giam giữ nghi phạm cho đến ít nhất là ngày 22 tháng 5. Phiên điều trần tại tòa án được tổ chức kín.
Trong tuyên bố sau phiên điều trần, tòa án cho biết nghi phạm Dzhushmakol Kurobonov, quốc tịch Tajikistan, bị nghi ngờ cung cấp kinh phí cho việc chuẩn bị cho vụ tấn công khủng bố, bao gồm cung cấp thiết bị liên lạc cho hung thủ và trang trải các chi phí liên quan. Nếu bị kết tội, Kurobonov có thể lãnh ít nhất 15 năm tù, thậm chí án chung thân. Mạnh các cuộc tấn công vào vùng Donbass. Ngày 27 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các lực lượng của Moscow đã nắm quyền kiểm soát các làng Novomikhailovka ở khu vực trung tâm Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng, và Bogdanovka, gần thành phố chiến lược quan trọng Chasovia ở phía bắc, DPR. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng chỉ ra rằng quân đội nước này cũng đã đẩy lùi khoảng 20 cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực. Xung đột dữ dội cũng đã bùng nổ tại khu vực Avdiivka ở DPR, nơi các lực lượng Nga đang tiến về phía các làng Ocheretino và Netailovo, nằm xa hơn về phía tây của thị trấn chiến lược Donbass. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng của Moscow cũng đã đẩy lùi 63 cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực. Dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 7 ngày vừa qua, Ukraine đã mất tổng cộng 8.280 binh sĩ, chủ yếu trong cuộc giao tranh ở Donbass. Quân đội Kiev cũng ghi nhận khoảng 10 xe tăng và hàng chục xe chiến đấu bọc thép, cùng với hàng trăm thiết bị quân sự khác. Theo thông tin từ Moscow, danh sách này còn bao gồm ít nhất một pháo tự hành 155mm Paladin do Mỹ sản xuất, cũng như gần 30 hệ thống pháo do phương Tây cung cấp. Ngoài ra, lực lượng Nga đã bắn hạ 8 hệ thống pháo phóng loạt của Ukraine, trong đó có hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và hệ thống RM-70 Vampire do Séc cung cấp. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo rằng các hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ máy bay chiến đấu MiG-29 và máy bay yểm trợ tầm gần Su-25 của Ukraine, cùng với hơn 1.600 máy bay không người lái. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tuyên bố rằng lực lượng Moscow đã nắm quyền kiểm soát trong cuộc xung đột ở Ukraine và đã phá vỡ điều kiện về sự ưu việt của vũ khí phương Tây. Trong khi đó, tư lệnh quân sự cấp cao của Ukraine, tướng Alexander Sinsky, đã mô tả tình hình trên tiền tuyến là khó khăn. Ngày 27 tháng 4, ông Sinsky cho biết, "Tôi đã thông báo cho các thành viên liên minh về tình hình chiến lược và hoạt động khó khăn, có xu hướng trở nên tồi tệ hơn." Tướng của Ukraine đã tuyên bố rằng Kiev cần cấp tên lửa, đạn dược, vũ khí và trang thiết bị quân sự. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Mỹ đã thông qua một gói viện trợ quân sự mới trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sau một thời gian dài đình trệ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh việc Mỹ thông qua dự luật viện trợ. Ông cho biết Ukraine có cơ hội chiến thắng khi nhận được nhiều vũ khí phương Tây sẽ được chuyển đến. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã tỏ ra hoài nghi hơn về vấn đề này. Lời ông nói rằng không có gói viện trợ nào có thể ngăn chặn được Nga.